Rồi nói đi, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi bắt cá. Rồi, mình đã nói vô. Rồi, đi, cầm cái gỗ xuống bắt cá nha. Đi, đi theo ba nè. Đi. Qua đây nè. Đường này, đường này, đường này. Đi đi đi. Bác chuẩn bị đi bắt cá nha. Bác chuẩn bị bắt cá nha. Đi vòng phía ngoài sau nè. Lẹ lên đi, lẹ lên. Lẹ lên đi qua đây. Đi qua đây, qua đây, đi qua đi. Nó cá dưới kìa. Nó xuống dưới đi ra ngoài bắt cho. Nè nè con xuống dưới con lấy cái gỗ con vớt con cá lên. Đó. Hả? Đi xuống dưới đi, lấy gỗ vớt đám cá lên luôn. Ba ba ơi, đi xuống dưới. Hồi ba đâu xuống dưới. Con xuống đi. Nè tí quay đi tí anh nằm nó xuống dưới tí. Này ốp YouTube không? Cha mẹ biết đi đâu không biết mà ở nhà. Xuống nha. Anh em đó chim cha mẹ. Con cá đó. Cố lên cố lên. Lại chụp. Nó quẹo. Trời ơi, lấy gỗ vớt. Quá trời luôn. Cá sặc mọi người ơi. Bắt bỏ vô. Nó nhảy quá trời luôn. Bắt cá bỏ vô số. Lướt á. Cá quần em lên nó cột quần kìa. Nè đây nè. Lấy gỗ vớt rồi cái tay bột rồi nó phải sần sâu. Trời ơi đụng kéo quần nó lên kìa ba. Cái này anh Toàn mốt kiếm cái cây tripod anh Toàn. Thôi. Hả? Mấy triệu là ai đâu muốn. Đâu mấy triệu vậy? Con lấy tay con hứng đi. Lấy tay hứng. Nè con tép nè, con tép nè. Nè. Đó. Té nó búng nè. Nè nè nè, quay ra đây nè. Kìa bắp không? Ôi cá lóc. Con chảy luôn nè. Nè. Trời ơi, sao kìa vậy? Trời ơi, cá lóc chỗ cái lỗ đó không bắt hồi nó chuối. Nó chưa bị sình răng lên mặt. Thế nó bị sình. Đổ vô cái thùng đi. Nè bắp, nhìn đây nè bắp. Nè. Cá dưới quần kìa. Lấy tay bóc rồi, lấy tay bóc vô. Mới sợ kìa, nó gớm kìa. Ừ. Đã quá. Má này chắc đợi chôn rồi má đi á. Không biết chừng nào chôn á, chôn rồi thì cũng đi chứ không lẽ không đi. Bà còn gì sáng ngủ á. Ủa bà sáng ngủ mất hả? Chết hôm qua nay mà coi không tắm không kẹt, có người đưa đá. Mấy ngày này mà, chị mà đâu có hay đâu. Trời ơi, chụp cá hay không? Mấy ngày này ai đâu chụp hay. Quá dữ. Hay chứ chụp cá hay. Ai chụp? Nhảy tao lưng ba nhóc luôn kìa ba. Đó. 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 Thiệt tình. Sau lưng ba ba kìa nó lội nhóc kìa. Ồ trắng tươi kìa nhìn nó kìa. Ở sau lưng con kìa. Chưa đó từ từ bắt sao. Nó chảy xuống từ từ đó. Nó có hai cái áo giống vậy lận. Không biết có đem gì để hai cái à đem con. Cái mặt mát hết. Bắt. Hết. Bắt đi con bắt đi. Đứng bắt đi. Vớt đi con, lấy cái gỗ chứ. Gỗ bắt đi con, vớt đi. Bắt đi con. Cười
Qua đây nè nha. Được đó. Qua đây nè. Sáng ngồi quay luôn. Rồi rồi bắt nữa đi con, lấy cái rổ chứ. Quay đi tí ngồi tí con, bắp nó bắt chứ. Lấy cái rổ vớt con bắp. Lấy rổ vớt con. Mừng rồi quá trời. Rồi tí bụng đó tí. Con lấy cái rổ quá con vớt. Lên lên cho mấy cô cho anh Duy, anh Long được cho nó coi. Mẹ nó đây không biết bắt gì hết. Sự dây dài dữ vậy. Nghe ai thưa thưa. Bỏ gà rồi tính. Bỏ gà có không nội. Một bỏ gà có không ngoại. Bỏ vô đi con, bỏ vô thùng đi. Chung cái tay dùng đít bà đi chơi. Trời ơi, gì đâu ăn con chua sao đít ra. Trời ơi, giỏi dữ rồi ta. Bỏ thang đi. Rồi, rồi bỏ vô rổ của con nè. Rồi, bỏ vô thùng con. Bỏ vô gỗ có bắp kìa. Gì vậy? Nó bún mặt. Bỏ vô kìa. Nó chụp cá hay lắm đó. Ờ đó, nó chụp đó, nó lập chụp được hai con luôn mà. Chụp cá hay lắm. Tương lai cho cá được. Thấy mặt không? Thấy mặt mày. Để chụp một bộ. Gắn mắt khủng rồi luôn. Vừa sáng mắt bỏ vô thùng. Rồi, ăn thôi. Nè bác bà. Ê, nó vụ mắt kìa, nó vụ mắt kìa ba. Nó vụ mắt kìa. Mẹ vô trên cái mắt rồi. Ê, ba ngoại, ngoại, ấy ra ngoại, ấy cho nó đi ngoại. Nó vụ mắt nó kìa. Thôi, thôi, từ từ chưa. Chưa vô, cho nó quẹt cái vô. Nè 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 bắp bắp nhìn nè bắp. Bắp bắp bắp. Bắp bắp nè. Bắp 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 bắp. Nè bắp tiếp. Đây nè. Cái mặt đây luôn. Đâu đâu. Đi không được. Âu 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 mày âu. Nè bắp bắp nè nè nhìn nè bắp. Nó đang gớm. Bắp 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 nhìn nè nè bắp bắp bắp. Bắp bắp bắp. Nó đang gớm cái tay đó. Ôi. Gửi mấy tấm rồi qua cho. Chi nhân chi nhân. Quay qua quay qua quay qua. Rồi bỏ vô để hội chú. Rồi mồi với ngoại nè. Mồi chết hết đó. À con tép nè. Tép nhỏ. Mình mấy. Lầy lội quá trời. Này con anh Duy thảy. Nó quần chắc kêu nó lên nó không lên luôn. Mang tép nè cháy ngon nè. Ừ. Cháy cho nó quét. Ôi lộ cái ăn luôn. Giống cô Linh nữa. Ăn cái gì cũng ăn ngọt lắm á. Bắt đi. Lên một lần á chứ vậy đó cái mắt. Cầm cái cá vô đưa xô cá vô nè, quay vô sẵn vô quay vô cái. Có thấy gì đâu. Xô nhỏ rồi mới nhiều. Đổ qua. Xô con bắp á. Ờ nhìn nó cái tay nó sợ té nó vịn vai ổng vịn tay áo ngoài không còn gì. Nó đi không được, nó đi không được. Đó 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 kìa thấy nào té. Nó bị dính sành rồi kìa. Nếu nó dính dịch nó sợ té nữa nên nó kéo áo ổng á. Con tin thấy con tin tê tái luôn luôn đó bác. Chấp nay điện chú Vũ rồi. Bắt hay vậy chưa? Ờ nó bắt hay lắm. Bỏ vô đi con, bỏ vô thùng đi. Cho lan cây. Nó không phải, nó không phải kể không. Có số sợ chú Vũ đây rồi. Nó sợ dịch nó không qua đâu. Ở đó hả? Kìa tép nó nhảy quá trời nè ba. Không mang tép con nhỏ nhỏ nhảy quá trời. Dạ. Rồi cái tay mày vậy mình nắm tay đây không được. Nó sợ dơ, nó sợ dơ. Ê, tại nó trắng nó xuống sình cái nhìn tan da nó chứ. Ủa mà hồi nắm đầu nữa à. Cá đi. Con nè. Ủa đang nhảy đó bác, đang nhảy đó bác. Trời bắt cá bắt con hai ngón tay kìa. Cái tay kia nó sợ té nó giành nóng kìa. Phải không? Bắt bỏ vô thùng đi. Cá nhỏ nó vội quá trời kìa bắp. Ok, bắt đi. Ôi cá phóng ra ngoài luôn kìa. Đó bắp, đó bắp. Nàng cá bơi quá trời. Ủa nó lội kìa bắp, nó lội nhóc kìa bắp. Con tí nè, chở cô Tiên qua đây con, bắp bắt cá nè, lội mương bắt cá nè. À, chở cô Tiên lẹ đi. Rồi, chở liền nha. Nè, con tôm nè. Nướng đâu?
Trời ơi, mày nướng rồi đó. Con đó mà nướng không biết còn gì ăn con ơi. Rồi bắt đi con. Trời ơi, nó không bỏ vô thùng con. Ôi, lọn tọn tọn ở đây có con cá gì nè. Ủa bên đây hết rồi nè. Còn á. Nó còn á, nó còn nhũ nhũ đâu vô đó đó. Nè tôm quá trời luôn nè. Nè tôm, ở đây có con nè. Nhiều lắm, chứ lấy gỗ nó vớt lên rồi. Có, chút nó nổi lên hết hà. Ờ ừ, nó dọc hết rồi. Không phải, nó không phải. Nè nó muốn bắt cá bự. Lấy gỗ nhỏ cho nó bắt, bỏ gỗ nhỏ. Kìa đứa gỗ nhỏ cho nó đi ba, cho nó quần kìa. Đổ mấy cái gác nó ra. Gỗ con quá trời luôn nè. Chắc chứ bùi tiên nó nhảy xuống. Bùi tiên nó nhỏ hơn này không? Nhỏ hơn 2 tầng. Nè, bỏ vô. Nhìn nó coi nó ốp hơn. Thêm Vũ. Đi thêm Vũ có bầu trước con á mà xanh sao á. Nó thằng kia nó có 15 kg mấy này 16. Trời ơi. Hỏi tép mắt ba nó. Nó quăng cho mình. Trời ơi. Trời ơi. Bắt đầu rồi, bắt đầu nó. Bắt đầu nó hết gớm rồi đó, bắt đầu. Ôi nó tép nó nhảy kìa bắp. 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 Bắp ơi, con tép nó nhảy kìa. Thôi. Thôi. Con quăng vậy nha. Con quăng vậy bà ẩm lên à. Con tép nó nhảy kìa, bắt con tép rồi con. Cá liền kiện luôn á. Trời ơi, ghê thiệt. Bỏ con gỗ đi. Mà không, nó chụp xuống là dính á. Cá liền kiện rồi. Rồi, nó bẻ. Rồi. Ý. Ây da. Ôi nước miếng á chứ. Ôi nước miếng nó chảy có dây luôn kìa. Em bể bà. Em cá chảy nước miếng à. Ôi ôi. Nước miếng chảy quá trời luôn. Ôi da. Nước miếng chảy lòng thòng hết trơn. Mà nhìn nước miếng nó chảy có dây luôn kìa. Nên chụp tấm nước miếng chảy thôi. Đau bụng quá. Đau bụng với bắp quá. Úp lên nghe mấy tấm này mới giữ nè. Kìa nó nổi lên góc cầu luôn kìa. Đừng có đừng làm đi. Ẩm nó lên đi. Con mãi vậy là ba ẩm lên, ba không cho chơi nữa. Ẩm lên đi, không có cho ở dưới nữa. Vô cùng mặt mày. Con bắt cá đâu, con bỏ vô sông. Ê kìa ba nó nhảy kìa ba. Không có ẩm, không có giảm ẩm con tim. Không có hả? Nhảy gì con tim cho đi. Sức mạnh nó cho đi đâu. Chỗ này nhút nhít là chỗ đó cá sạch. Chính là rồi, xin hẹn dẫn cô Tiên qua đây cho bà nó. Tiên hả? Cậu quá nó. Dạ. Nó mất đi cậu rồi đó. Trời ơi. Hắn nhẹ. Đi lòn ở đây nữa vô. Ốc nhẹ. Ốc nổi có gì? Mất đi cậu. Nè được không? Mất đi cậu. Bắt gì đó, ba bắp. Bắp chín khỏe hả Vũ? Dạ, để đỡ vậy. Cũng ăn được, người khác ăn được cầm tắm. Tối rồi còn sốt nữa vô. Dạ, dạ. Thấy không bắp? Tối rồi còn sốt. Cái lỗ kìa. Mà nhà có cây bấm nhiệt không? Có. Cả quá trời luôn kìa. Ngoài bắt đi con, hai tay chụp. Quá trời lầy, quá trời lầy. Mặt mày giống con mèo ngồi nước miếng nước mồm chảy lòng thòng nhìn giống thèm cá thèm ơ. Đủ rồi đâu, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi đó. Vì mày đứng chỗ rồi không đi tới luôn cho anh bắt. Nó bị dính lầy rồi. Còn nước miếng chảy kìa. Nước miếng chảy. Nước miếng chảy tới với bụng quá. Nước miếng nó chảy. Ôi, nó quậy quá. Miếng mầm. Ôi, chảy nữa kìa. Chảy rồi. Ờ, con đừng có bắt, con bắt, bỏ ra ngoài nha. Ngoài nó lúng ở dưới luôn con. Này sao thấy nó nhiều hết mà bắt ít hả? Cái khúc kia chừng từ đó lại đó mà hôm qua bắt khoảng 2 kg mấy à. Cá gì anh nghĩ phải sạch không? Rồi nó vô vô đây ha. Ừ. Dòm vô đây nè. Ồ sao lưng bắp kìa. Ở đâu? Nó nhảy nhóc kìa. Nó quay lại đi.
Ở đâu đúng bài. Thấy không? Ở đâu đứng đó tại chỗ rồi. Ở đâu yên cái đó mà. Quay ra cái coi nó. Dạ với cái chân anh bên đây nè nha. Bắp quay qua ông chỗ đó kìa. Đâu nó biết chảy sao hả? Mặt. Đi qua. Ông ngoại Vịnh kìa. Xe trở không được rồi, lúng về xe trở hết được rồi. Xe trở không được. Quay qua bắt với ba con. Ờ dạ. Quay qua bắt với ba con kìa. Còn có ai nhóc mà bắp ơi. Đi không được. Mày lúng lên chân. Nó mày lúng lên chân rồi. Ừ, dở dở anh. Rồi, cái mặt rồi. Trời ơi, nó bóp cái tay cho em. Cái lưng nó rồi. Cái tay nó vảnh vảnh nó sợ. Nó gớm á, nó gớm mà nhìn nhìn mày nó ghê mà nó gớm. Mà nó ham. Tao nói tụ tập không quá hai người kể đây nguyên đám ngồi đây. Tại biết sao ở đây không ai bắt nữa. Rồi nói đi, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi bắt cá. Ừ. Rồi, đã nói vô. Rồi, đi. Cầm cái gỗ xuống bắt cá nha. Đi. Đi theo ba nè. Đi. Qua đây nè. Đường này, đường này, đường này. Lắp xuống đây, không nói đi. Không ai ơi, lắp tới rồi. Đi, đi, đi. Bắt cá đây. Báo chuẩn bị đi bắt cá nha. Bắt chuẩn bị bắt cá nha. Đi vòng phía ngoài sau nè. Lẹ lên đi, lẹ lên. Lẹ lên đi qua đây. Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đi. Nó, cá dưới kìa. Nó xuống dưới, đi ra ngoài bắt cho. Nè nè, con xuống dưới, con lấy cây gỗ, con vớt con cá lên. Đó. Hả? Đi xuống dưới đi, lấy gỗ vớt đám cá lên luôn. Ba ơi, đi xuống dưới. Hồi ba đâu xuống dưới. Con xuống đi. Nè tí quay đi tí anh nằm nó xuống dưới tí. Này ốp YouTube không? Xuống nha. Anh em đó chim gà. Con cá đó. Cố lên. Lại chụp. Nó quẹo. Rồi, lấy gỗ vớt. Vớt. Bắt ta. Nè bắt. Quá trời luôn. Cá sặc mọi người ơi. Rồi bắt bỏ vô. Bắn cá bỏ vô xuống. Gớm á. Kéo quần em lên nó cột quần kìa. Nè đây nè. Lấy gỗ vớt rồi cái tay bật quần. Ờ rồi nó phải sần sâu. Kéo quần nó lên kìa bà. Cái này anh Toàn mốt kiếm cái cây tripod anh Toàn. Thôi. Hả? Mấy triệu lần ai đâu muốn. Đâu mấy triệu vậy? Con lấy tay con hứng đi. Lấy tay hứng. Nè con tép nè, con tép nè. Nè nè nè. Đó, tép nó búng nè. Nè nè nè, quay ra đây nè. Kìa bắp ơi, con cá. Ôi cá lóc, cá lóc. Nè. Nè. Trời ơi, cá lóc chỗ cái lỗ đó không bắt hồi nó chuối. Dớt nó bắt, dớt. Nó chưa bị sình răng lên mặt. Thế nó bị sình. Đổ vô cái thùng đi. Quay qua thấy nè. Nè bắp, nhìn đây nè bắp. Nè. Cá dưới quần kìa.
Để tay bóc vô, để tay bóc vô. Nó sợ kìa, nó gớm kìa. Đã quá. Má này chắc đợi chôn rồi má đi á. Không biết chừng nào chôn á, chôn rồi cũng đi chứ không lẽ không đi. Ai sao? Bà sáng muộn á. Ủa bà sáng muộn mất hả? Chết hôm qua nay mà coi không trống không kẹt, không người đưa đá. Chị mà đâu có hay đâu. Trời ơi, chụp cá hay không? Mấy ngày này ai đâu chụp hay. Quá dữ. Hay chứ chụp cá hay không? Ai chụp? Kể tao lưng ba nhóc luôn kìa ba. Đâu. Đó, lưng ba nhóc kìa nó lội nhóc kìa. Thiệt, thiệt bằng. Sao lưng ba ba kìa nó lội nhóc kìa. Ồ, trắng tươi kìa, nhìn nó kìa. Ở sau lưng con kìa. Chưa, đó từ từ bắt sao. Nó chảy xuống từ từ đó. Nó có hai cái áo giống vậy lận. Không biết có đem gì để hai cái là đem con bắt mát lắm. Bắt hết. Đó. Mẹ con bắt đi. Đứng bắt đi. Dớt đi con, cái gỗ dớt. Dớt dớt. Dớt dớt. Dớt dớt. Bắt đi con, dớt đi, dớt đi, dớt. Bắt đi con. Cười kìa. Qua đây nè nha. Được đó. Qua đây nè. Bỏ vô đây nè. Bỏ vô, bỏ vô. Quay luôn. Bỏ cái thao quá. Rồi, rồi bắt nữa đi con, lấy cái rổ dớt. Quay đi, tí ngồi tí con, bắt nó bắt chứ rồi. Cái rổ dớt, bắt. Lấy rổ dớt con. Mừng rồi quá rồi kìa. Rồi cái bụng đó cái. Con lấy cái rổ quá ăn dớt. Lấy lên cho mấy cô, cho anh đi, anh Long được cho nó coi. Mẹ này đây không biết bắt gì hết. Sự dây dài dữ vậy. Nghe ấy thôi. Con gà con gà. Con gà con nội. Một con gà của ông ngoại. Quả cho đi con, quả vô thùng đi. Nó chung cái tay dùng đít bà đi chơi. Trời ơi, nhìn đâu thằng con nó chui xuống đít ra. Trời ơi, giỏi dữ rồi ta. Bỏ tham đi. Rồi, rồi bỏ vô rổ của con kìa. Rồi, bỏ vô thùng con. Bỏ vô gỗ của bắp kìa. Gì vậy? Nó bốn mặt. Bỏ vô kìa. Ồ, chụp cá hay lắm đó. Ờ, đó nó chụp đó, nó lập chụp được hai con luôn mà. Chụp cá hay lắm. Tương lai thì bắt cá được. Thấy mặt không? Thấy mặt mày. Để chụp một bộ. Gắn mắt khủng rồi luôn. Vừa sáng bắt bỏ vô thùng. Rồi, ăn thôi. Nè bắt bắt. Nó vụ mắt kìa, nó vụ mắt kìa ba. Nó vụ mắt kìa. Mẹ vô trên cho mắt. Ê ba ông ngoại, ngoại ấy ông ngoại ấy cho nó đi ông ngoại. Nó vụ mắt nó kìa. Thôi thôi chưa tội chưa. Chưa vô cho tôi quẹt cái giống. Nè 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 bắp bắp nhìn nè bắp. Bắp bắp bắp. Bắp bắp nè. Bắp 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 bắp. Nè bắp tiếp. Đây nè. Cái mặt đây luôn. Đâu đâu đi không được. Âu 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 mày âu. Nè bắp bắp nè nè nhìn nè bắp. Nó đang gớm. Bắp 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 nhìn nè nè bắp bắp bắp. Bắp bắp bắp. Nó đang gớm cái tay đó. Ôi. Gửi mấy tấm rồi qua cho. Chi nhân, chi nhân. Quay qua, quay qua, quay qua. Rồi bỏ vô để em hỏi chú. Rồi mò với ngoài nè. Hỏi chết hết đó. Này con tép nè. Mình mấy lầy lội quá trời ơi. Này con anh Duy thảy nó quần chắc kêu nó lên nó không lên luôn. Mang tép này cháy ngon nè. Ừ. Cháy cho nó quét. Ôi lộn ăn luôn. Giống cô Linh nữa. Ăn cái gì cũng ăn ngọt lắm á. Bắt đi. Lên một lần á chú. Vậy đó cái mắt. Cầm cái cá vô đưa xô cá vô nè. Quay vô sẵn vô quay vô cá. Có thấy gì đâu. Câu nhỏ rồi mới nhiều. Đổ qua. Xương con bắp á. Ừ, nhìn nó cái tay nó sợ té nó vịn vai ổng vịn tay áo ngoài không còn gì. Nó đi không được, nó đi không được. Đó 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 kìa thấy nào té. Nó bị dính sình rồi kìa. Nếu nó dính sình nó sợ té nữa nên nó kéo áo ổng á. Con tin thấy con tin tê tái luôn rồi nó bắp. Mày nãy điện chưa vô Vũ. Ờ nó bắt hay vậy chưa? Ờ nó bắt hay lắm. Bỏ vô đi con, bỏ vô thùng đi. Cái lan cây. Nó không phải. Nó không phải kể không? Không có xương sọ chứ Vũ đây rồi. Nó sợ dịch nó không qua đâu. Ở đó hả? Kìa tép nó nhảy quá trời nè ba. Không mang tép con nhỏ nhỏ nhảy quá trời. Dạ. Dạ.
Trời ơi, cái tay mày vậy mày nắm tay này không được. Nó sợ, ghê, nó sợ ghê. Tại nó trắng nó xuống sình cái nhìn tan da nó. Ủa mà hồi nắm đầu nữa à. Hồi cá đi, nó còn nè. Ủa đang nhảy đó bắp, đang nhảy đó bắp. Trời, bắt cá bắt có hai ngón tay kìa. Cái tay kia nó sợ té nó dành nóng kìa. Phải không? Bắp bỏ vô thùng đi. Cá nhỏ nó vội quá trời kìa bắp. Ok, bắt đi. Ôi cá phóng ra ngoài luôn kìa. Đó bắp, đó bắp. Cá bơi quá trời. Ủa nó lội kìa bắp, nó lội nhóc kìa bắp. Con tí nè, chở cô Tiên qua đây con, bắp bắt cá nè, lội mương bắt cá nè. À, chở cô Tiên lẹ đi. Rồi trả liền nha. Con tôm nè. Trời ơi mày nướng rồi đang. Con đó mà nướng không biết còn gì ăn con ơi. Rồi bắt đi con. Trời ơi nó không bỏ vô thùng con. Ôi tọn 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 ở đây có con cá gì nè. Ủa bên đây hết rồi nè. Còn á. Nó còn á, nó còn nhũ nhũ thôi dưới đó đó. Nè tôm quá trời luôn nè. Nè tôm. Ở đây có con nè. Nhiều lắm chứ lấy gỗ nó vớt lên rồi. Có chút nó nổi lên hết à. Nó ngóng cái đầu lên hết. Ờ đó nó dọc hết rồi. Không phải, nó không phải. Nè nó muốn bắt cá bự. Lấy gỗ nhỏ cho nó bắt, bỏ gỗ nhỏ ha. Kìa đứa gỗ nhỏ cho nó đi ba, cho nó quần kìa. Đổ mấy cái gác nó ra. Gỗ còn quá trời luôn nè. Chắc chứ cô Tiên nó nhảy xuống. Cô Tiên nó nhỏ hơn này không? Nhỏ hơn 2 tầng. Nè, bỏ vô. Nhìn nó coi nó ốm hơn. Thêm Vũ. Đi thêm Vũ có bầu trước con á mà xanh sao á. Nó thằng kia nó có 15 kg mấy này 16 kg. Trời ơi. Nó trét mắt mà. Nó quăng cho mình. Trời ơi. Bắt đầu rồi, bắt đầu nó. Bắt đầu nó hết gớm rồi đó, bắt đầu. Ô nó tép nó nhảy kìa bắp. 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 Bắp ơi con tép nó nhảy kìa. Thôi. Thôi. Con quăng vậy nha. Con quăng vậy bà ẩm lên à. Con tép nó nhảy kìa, bắt con tép rồi con. Cá liền lên luôn á. Trời ơi ghê thiệt. Bỏ con gỗ đi. Mà thôi nó chụp xuống là dính đó. Cá liền kìm rồi. Rồi nó bẻ. Rồi. Ý. Ây da. Ôi nước miếng. Ôi ơi nước miếng nó chảy có dây luôn kìa. Bẻ bà. Em cá chảy nước miếng. Ôi ơi. Nước miếng chảy quá trời luôn. Nước miếng chảy lòng vòng hết trơn. Mà nhìn nước miếng nó chảy có dây luôn kìa. Đây chụp tấm nước miếng chảy luôn. Đau bụng quá. Đau bụng với bắp quá. Úp lên nghe mấy tấm này mới giữ nè. Kìa nó nổi lên góc cầu luôn kìa. Đừng có được làm gì. Ẩm nó lên đi. Con mày vậy là ba ẩm lên ba không cho chơi nữa. Đi lên đi, không có cho ở dưới nữa. Vô cùng mặt mày. Con bắt cá đâu con bỏ vô sâu. Ê kìa ba nó nhảy kìa ba. Không có ẩm, không có giảm ẩm con Tiên. Không có hả? Nhớ gì đi thi cho đi. Chắc mạnh nó cho đi đâu. Đó nó nhúc nhích ra chỗ này nhúc nhích là chỗ đó có cá sạch. Chỗ chính là cá kìa. Ờ, xin hẹn dẫn cô Tiên qua đây cháu bắt cá nè. Cậu quá nó. Dạ. Nó mất bị cầu rồi đó. Trời ơi. Hắn nè. Lòn ở đây nè. Bắp. Ốc nổi có gì. Mất bị cầu. Nè được không? Mất bị cầu. Bắt gì đó. Bắp. 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 Chín khẽ hả Vũ? Dạ. Để đỡ vậy. Cá ăn được cầm tắm. Tối rồi còn sốt đi vô. Dạ. Dạ. Nó cái lỗ. Thấy không bác? Tối rồi còn sốt. Ờ cái lỗ nè. Mà nhà có cây bấm nhiệt phải không? Có. Quá trời luôn. Cả quá trời luôn kìa. Ngoài bắt đi con, ờ hai tay chụp. Bóp cái ghiền quá trời lầy quá trời lầy.
mặt mày giống con mèo rồi nước miếng nước mồm chả lòng thòng nhìn giống thèm cá thèm ơ rồi mày đứng chỗ không đi tới luôn cho nó bị rung dính lại rồi còn nước miếng chảy ra nước miếng chảy nước miếng chảy tới với bụng luôn nước miếng nó chảy ai ơi giải nó kìa giải lại ờ ừ, con đừng có bắt con bỏ ra ngoài nha cái khúc kia chừng từ đó lại đó mà hôm qua bắt khoảng 2 kg mấy à cá gì cái sặc không rồi nó vô dưới đây ha ừ dòm dưới đây nè. Ồ sao lưng bắp kìa. Nó nhảy nhóc đâu, kìa. Bắp quay lại đi. Ở đâu đúng bài. Thấy không? Ở bắp. Đâu đứng đó tại chỗ rồi. Ở đâu yên cái đó mà. Quay ra cái coi nó. Dạ với cái chân anh bên đây nè nha. Bắp quay qua ông chỗ đó kìa. Đâu nó biết chảy sao hả? Mặt. Quay qua. Ông ngoài vịnh kìa. Xe trở không được rồi, lúng về xe trở hết được rồi. Xe trở không được. Mày qua bắt với bà con. Ờ dạ. Mày qua bắt với bà con kìa. Có ai nhóc mà bắp ơi. Đi không được. Mày lúng lên chân. Nó mày lúng lên chân rồi. Ừ, dở dở anh. Rồi, mặt rồi. Trời ơi, nó bóp cái tay vô. Nó đó rồi. Đó, có con đó vậy. Cái tay nó dảnh dảnh nó sợ nó gớm á, nó gớm mà nhìn nhìn mày nó ghê mà nó gớm mà nó ham. Trời ơi đông nghẹt vậy chứ. Có con bắp. Tao nói tụ tập không quá hai người kìa, đây nguyên đám ngồi đây. Con ốc bắp, ốc bắp. Tại biết sao ở đây không ai bắt nữa.